Các bạn thân mến, và trước khi chúng ta đến với một phần tiếp theo cũng vô cùng là sôi động trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà Hương tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với đạt loại thủ khoa, thì Hương tốt nghiệp với thể loại nhạc cổ điển. Vậy thì không biết ngày hôm nay, ngay giờ phút này, Hương có thể thể hiện một cái đoạn cổ điển nào đấy cho tất cả các bạn nghe được không ạ? Các bạn có đồng ý không? Không biết là các bạn sinh viên có thích nghe hát cổ điển không mà anh Quân bắt hát cổ điển. Nhưng mà anh Quân đã nói như vậy rồi thì Hồ Quỳnh Hương cũng muốn hát một đoạn trong một bài hát mà trước đây khi Hương thi là Hương đã đoạt điểm thủ khoa tại trường. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mang tựa đề Mẹ yêu con. Xin mời ban nhạc. Thật tuyệt vời, và có lẽ rằng là Hương đang trở lại và dường như đang cảm giác là mình đang trở lại với cái đêm mà Hương thi để đỗ thủ khoa, đúng không ạ? Và các bạn cũng biết là khi mà Hương tham dự với Liên hoan âm nhạc quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004, và theo như Quân được biết thì Hương hát theo phong cách rock mang âm hưởng của ca trù. Vậy thì không biết là trong buổi tối ngày hôm nay Hương có thể ca thử một đoạn ca trù được không ạ? Các bạn có đồng ý không ạ? Một tí thôi ạ. Dạ, một chút thôi ạ. Okay, dạ. Rồi thử xem các bạn có thấy Hồ Quỳnh Hương hát có giống mấy cô ả đào không nghe. Bóng ai thức bên hồ buồn người như bóng trăng. Xin cảm ơn rất nhiều. Từ lúc nãy giờ thì chúng ta hát tiếng Việt nhiều, bây giờ chúng ta hát thử tiếng Anh đi. Các bạn có đồng ý không ạ? Thực ra Hương rất thích nhạc ngoại quốc và Hương nghe từ khi còn rất nhỏ. Khi mà Hương không biết tiếng Anh thì Hương chép ra tiếng Việt, gọi là bồi, chép bồi ra hát hoài. Nhưng có một ca khúc mà Hương rất yêu thích, đó là ca khúc When I Need You, khi em cần anh, khi Hương cần tất cả các bạn đó.